Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Thủy do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Nguyễn Thanh Bình đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại thị xã Hương Thủy. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ đã được các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan triển khai một cách nghiêm túc. Qua ngay báo cáo và qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Sở Chỉ huy diễn tập và cả khu vực diễn tập thực binh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự tích cực, chủ động của thị xã trong việc triển khai công tác chuẩn bị, nhất là đã đầu tư xây dựng kiên cố đồng bộ hệ thống công sự trận địa và hầm hào tại khu vực Sở Chỉ huy. Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Đặc biệt, trong quá trình diễn tập sẽ có huy động số lượng lớn về người và vũ khí trang bị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban tổ chức diễn tập thị xã phải tập trung rà soát lại toàn bộ mọi công tác chuẩn bị một cách chặt chẽ, chu đáo, nhất là kết cấu các tình huống thực binh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hỗ trợ để thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024.